Chào các bạn nhỏ và quý phụ huynh đã quay trở lại với chương trình Ken TV dạy bé thông minh sớm. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một loài côn trùng trên đồng cỏ, châu chấu. Nhìn này bé ơi, đây là một con châu chấu đấy. Châu chấu là một loài động vật thuộc bộ cánh thẳng, thuộc lớp côn trùng. Châu chấu đã tồn tại trên trái đất hàng triệu năm và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bé có biết châu chấu là những chuyên gia nhảy xuất sắc trong thế giới động vật? Đôi chân sau của châu chấu được thiết kế đặc biệt để thực hiện các cú nhảy rất xa. Đôi chân này có cấu trúc nhẹ nhàng và mảnh mai, giúp chúng nhanh chóng tạo ra lực đẩy và thực hiện những bước nhảy dài. Cơ bắp trên chân sau của châu chấu là những cơ bắp mạnh mẽ, giúp chúng có khả năng đẩy mạnh chân và tạo ra sức nâng để nhảy. Mỗi lần chúng nhảy, chân sau của châu chấu tạo ra một lực đẩy rất lớn, đưa chúng lên cao và xa. Nói chung, châu chấu có thể nhảy xa gấp 10 đến 20 lần chiều dài của cơ thể chúng. Khả năng nhảy cao của châu chấu không chỉ giúp chúng tự vệ mà còn hỗ trợ trong việc săn mồi và tìm kiếm đối tác trong quá trình giao phối. Đây là một chiến lược sinh tồn linh hoạt và hiệu quả mà châu chấu đã phát triển để thích ứng với môi trường sống đa dạng của mình. Cơ thể châu chấu có thể mang nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau, giúp chúng tương hợp với môi trường xung quanh và tránh sự săn mồi. Một số loại châu chấu còn có khả năng thay đổi màu sắc theo tình trạng tâm trạng hoặc nhu cầu bảo vệ. Nhìn vào ngoại hình của châu chấu, chúng ta thấy chúng có cơ thể dẹp, chia thành 3 phần chính là đầu, ngực và bụng. Đầu của châu chấu chứa nhiều cơ quan quan trọng, bao gồm mắt kép, râu và các cơ quan cảm giác khác. Đôi mắt này, mặc dù không có khả năng thị giác cao, nhưng vẫn có thể giúp châu chấu nhận biết môi trường xung quanh và định hướng khi di chuyển. Châu chấu có 2 râu ngắn, trên râu có nhiều sợi lông nhỏ li ti. Phần ngực châu chấu có 6 chân, 2 chân sau to và dài dùng để nhảy cao, còn 4 chân trước mảnh mai, giúp chúng di chuyển một cách linh hoạt trên mọi địa hình. Bụng của châu chấu chứa cơ quan tiêu hóa và các bộ phận khác liên quan đến quá trình sinh sản. Một trong những đặc điểm độc đáo của châu chấu là khả năng tạo ra âm thanh. Các cánh của châu chấu được hình thành từ mô mang, tạo nên âm thanh đặc trưng khi chúng cọ sát vào phần chân hoặc bụng. Âm thanh này có thể được sử dụng để thu hút đối tác trong quá trình giao phối hoặc để cảnh báo về mối nguy hiểm. Châu chấu có thể tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Chúng thích sống nhất các khu vực có cỏ cây và thảo nguyên. Chúng có thể sống dưới lá cây, trong cỏ hoặc trên các bề mặt mở khác. Nhiều loài châu chấu sống trong môi trường ẩm ướt, chẳng hạn như bờ sông, vùng đầm lầy hoặc khu vực có đất ẩm. Cá biệt, vài loài châu chấu có thể tồn tại ở khu vực biển, ven biển, cửa sông và vùng nước mặn. Châu chấu thích nghi tốt với nhiều môi trường đa dạng. Chúng có thể được tìm thấy trong vườn, cánh đồng ở nông thôn và thậm chí trong công viên ở khu vực đô thị. Vậy thì, châu chấu ăn gì nhỉ? Nhiều loài châu chấu ăn lá cây và cỏ. Chúng có thể làm tổ trên các loại cây và tận dụng lá cây làm nguồn thức ăn chính. Châu chấu cũng có thể ăn hoa, quả và thậm chí là gỗ cây nhỏ. Một số loài châu chấu cũng có thể ăn động vật nhỏ hơn như côn trùng nhỏ, sâu bọ và cả các loài châu chấu khác. Chúng còn có thể ăn chất hữu cơ như tảo, mảnh vụn cây cỏ. Thậm chí, châu chấu cũng ăn các loại thực vật phân hủy như cây cỏ đã chết hoặc phần cây bị thối rữa. Các loài châu chấu sống gần nước ngọt có thể ăn các loại thực phẩm có sẵn trong môi trường nước ngọt như tảo, rêu và thực vật nước. Châu chấu có tập tính xã hội đơn giản, thường sống đơn lẻ và không có sự tương tác xã hội nhiều. Một số loài châu chấu tiết ra các hóa chất từ cơ thể để giao tiếp với nhau nhằm gửi thông điệp về việc gặp gỡ, sinh sản hoặc để đánh dấu lãnh thổ. Trong môi trường nước ngọt, châu chấu có thể tập trung quanh nguồn nước chung như ao hoặc suối. Mặc dù không phức tạp như một số loài khác, tập tính xã hội của châu chấu vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tương tác ở cộng đồng của chúng. Giờ thì ôn lại một chút nhé, các bé ơi! Châu chấu, với khả năng nhảy cao và linh hoạt, là những sinh vật sống được ở mọi nơi, từ thảo nguyên đến đô thị. Chúng ưa thích ăn lá cây, cỏ, nhưng cũng có thể ăn động vật nhỏ, rêu tảo. Cùng nhau, chúng ta đã khám phá về châu chấu, một loài động vật thú vị với nhiều đặc điểm độc đáo và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ken TV dạy bé thông minh sớm. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Chúc quý vị một ngày tràn đầy kiến thức và kỳ thú.